Giai đoạn cuối năm 2022, đầu năm 2023 thực sự là một mùa giảm thê thảm của thị trường crypto với những cú lừa thế kỷ mang tên Luna, Three Arrow Capital, Genesis cho tới sàn top đầu FTX. Tuy nhiên, cũng trong bối cảnh đó, một từ khóa đột nhiên lóe lên như lá cờ tiên phong giữ lại dòng tiền bên thị trường crypto. Đó là tháng 11 năm 2022 khi ChatGPT được OpenAI giới thiệu. ChatGPT nhanh chóng đạt 100 triệu người dùng chỉ sau 2 tháng và đẩy từ khóa AI lên một cơn sốt khiến cả thế giới quan tâm. Kể từ đó, các ứng dụng tích hợp AI bắt đầu được tung ra nhiều hơn. Cuộc đua với AI của các ông lớn công nghệ được hình thành với sự tham gia của Google, Microsoft, Meta, Elon Musk. Dòng tiền bắt đầu đổ về các nhóm token liên quan đến keyword AI và data. Các dự án nổi bật nhất như Arkis, Fed, Ali, GRT đã tăng trưởng vượt bậc trong thời gian ngắn. Thị trường lần nữa sôi động trở lại. Nhiều nhà đầu tư tự hỏi, trend AI đến nhanh và đi cũng nhanh. Liệu đây có phải là một xu hướng đầu cơ hay chỉ là một bong bóng nhất thời? Cùng mình giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin chào các bạn, mình là Trung đến từ Tradecoin.vn. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia ra làm 3 phần để chúng ta có một cái nhìn tổng quan nhất về tầm ảnh hưởng của AI trong thị trường crypto. Thứ nhất, mình sẽ nói đến ứng dụng của AI trong thị trường. Thứ hai, liệu rằng AI có tiềm năng phát triển trong tương lai hay không? Và thứ ba là top những dự án AI đang có trong thị trường crypto. Không ít các dự án crypto đã tích hợp AI vào sản phẩm của mình, cũng như cho thấy các ứng dụng thực tế của AI trong không gian blockchain. Cùng điểm qua một số use case nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất, đưa ra kết quả dựa trên dữ liệu on-chain. Các dữ liệu on-chain sẽ được phân tích, sau đó đưa ra các dự đoán về các vấn đề khác nhau. Có thể là dự đoán về việc giá của một token có thể tăng hoặc giảm. Dự án nổi bật trong việc ứng dụng AI để phân tích dữ liệu on-chain và đưa ra dự báo chính xác đó chính là Kyber Network với Kyber AI. Tiếp theo là cung cấp dịch vụ AI. Khi nhu cầu sử dụng AI ngày càng tăng thì các dự án về mảng cung cấp dịch vụ AI cũng được các nhà đầu tư quan tâm. Việc đầu tư xây dựng một hệ thống có thể tích hợp AI hoặc các sản phẩm AI sẽ tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc, nên ý tưởng cung cấp các dịch vụ AI đa tiện ích đáp ứng nhu cầu khác nhau là lựa chọn hợp lý. Tiếp theo đó là sáng tạo nội dung. Việc dùng AI để tạo ra nội dung bằng text hay bằng hình ảnh có lẽ đã không còn xa lạ khi ChatGPT và Midjourney đã trở nên quá phổ biến. Image Generation AI là một trong những dự án crypto và AI đi đầu trong mảng này. Họ đã phát triển một ứng dụng tạo lập hình ảnh từ văn bản đơn giản thông qua việc sử dụng bot và AI. Và cuối cùng là xác minh các smart contract. AI có thể được áp dụng vào quá trình bảo mật, nổi bật trong đó là kiểm tra và phát hiện các vấn đề bởi smart contract. Ví dụ điển hình là CertiK, một công ty bảo mật blockchain đang sử dụng ChatGPT để tiến hành kiểm tra toàn diện, đồng thời hệ thống. AI đã nhận được nhiều lời tán dương từ giới fintech và thị trường crypto khi các nhà đầu tư và chuyên gia đặt niềm tin vào việc blockchain và AI sẽ tìm thấy tiếng nói chung tạo ra một giải pháp mới. Đến năm 2023, theo tính toán của Forecast, thị phần của AI ước tính đạt 207,9 tỷ USD và dự đoán giá thị trường sẽ tăng 788,64% để đạt 1,87 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Bên cạnh đó, tính đến giữa năm 2023, tổng vốn hóa thị trường AI crypto đã đạt mốc 2,32 tỷ USD, có thể nói là khá khiêm tốn với tổng vốn hóa thị trường là 1.200 tỷ USD. Nhưng đây là một khởi đầu tốt vì các dự án đều có dư địa tăng trưởng lớn hơn trong tương lai. Về cơ bản, cuộc chơi thời điểm này thiên về hướng money game hơn là nhu cầu sử dụng thật. Đa phần mọi người chỉ đầu cơ token theo trending keywords mà chưa thực sự hiểu rõ dự án đang làm gì, mang lại những giải pháp thực tế nào. Dẫu vậy, số lượng dự án về AI crypto huy động vốn thành công từ đầu năm 2023 đến nay đã tăng trưởng khá nhanh, đạt mốc xấp xỉ 60 dự án với tổng số vốn đầu tư lên đến 500 triệu USD. Vậy trend AI có còn tiềm năng hay chỉ là bong bóng đầu cơ? Với tầm nhìn về định hướng phát triển công nghệ toàn cầu trong thời gian tới, mình tin rằng cơn sóng AI năm 2023 chỉ là điểm khởi đầu cho sự bùng nổ. Chúng ta rồi sẽ còn thấy các cuộc cách mạng với nhiều sản phẩm mới, cuộc chơi mới. Và câu hỏi được đặt ra là khi trend AI ập tới thì nên chú ý những dự án tiềm năng nào? Hãy cùng điểm qua một vài cái tên nổi bật nhất trong trend AI ở thời điểm hiện tại. Đầu tiên là SingularityNet. SingularityNet được biết đến là một nền tảng AI marketplace, nơi tập hợp các nhà phát triển cung cấp các giải pháp AI tập trung vào các nhiệm vụ chuyên biệt cho khách hàng. Thứ hai là Fetch. Fetch AI theo định nghĩa của dự án là protocol thế hệ tiếp theo, được xây dựng trên cơ chế đồng thuận Useful Proof of Work. Điểm đặc biệt là những cơ chế này được phát minh ra từ trí tuệ AI, mang đến một mạng lưới kỹ thuật số phi tập trung. Dự án gây được sự chú ý với đợt gọi vốn 40 triệu USD vào hồi cuối tháng 3 năm 2023, với mức định giá kết hợp khoảng 250 triệu USD. Thứ ba là Render, hay còn gọi với cái tên viết tắt là RNDR. Render mới mở rộng hoạt động sang lĩnh vực AI trong năm 2023, nhưng mô hình hoạt động của họ khá tiềm năng theo keyword AI. Trong giai đoạn bùng nổ trend AI, token RNDR của Render đã tăng gấp 5 lần, dẫn đầu về vốn hóa trong nhóm token AI. Thứ tư là WorldCoin.
dự án nhận được vốn đầu tư lớn với giá trị hơn 240 triệu USD từ hàng loạt các VC tên tuổi như A16Z, Multicoin Capital. Hơn nữa, nhà sáng lập OneCoin là Sam Altman, ông là CEO của chatbot AI đình đám trong OpenAI. Khả năng cao OneCoin sẽ bổ sung thêm rất nhiều tính năng về AI trong quá trình phát triển tới. Thứ năm là Numerai, một sản phẩm crypto ứng dụng AI khác cũng được chú ý trong nửa đầu năm 2023, đó là Numerai token NMR. Numerai không chỉ là một dự án crypto mà nó còn là một quỹ đầu cơ. Thứ sáu là Phoenix Global. Phoenix Global chuyên cung cấp các dịch vụ về AI. Họ có nhiều mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ lớn từ Trung Quốc như Tencent, Alibaba, JD.com. Cấu trúc của Phoenix hiện tại là một Layer 1 chuyên hỗ trợ các dApps về AI. Ngoài ra, dự án cũng đang phát triển thêm một số mảng sản phẩm về cơ sở hạ tầng cho dự án, lớp tính toán dữ liệu Layer 2 và bộ công cụ xây dựng SDK. Chỉ có thời gian mới trả lời được cho câu hỏi liệu rằng xu hướng phát triển các sản phẩm tích hợp AI có thực sự thành công trên thị trường crypto hay không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, kỳ vọng của thị trường với lĩnh vực này là tương đối cao. Nếu một sản phẩm mang đến các tính năng có thể tiếp cận đến nhiều tiệm user, hay tốt hơn là mang cả web 2 user đến với web 3, thì đó có thể là điểm bùng nổ cho lĩnh vực đầy tiềm năng này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về xu hướng AI trong thị trường crypto? Hãy để lại quan điểm của bạn bên dưới để chúng mình cùng thảo luận nhé. Và đừng quên like, subscribe trên kênh YouTube của chúng mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Mình là Trung, đến từ ChaiCoinVN.